Hàng sẽ có chợ Delmar từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Gạo mới ông đĩa 50 pounds, 52 đồng 99 xu một bao. Bào ngư ly cẩm ký 6 lon, 54 đồng một hộp. Nước dừa Sim OF 17.5 ounce, 1 đồng 19 xu một lon. Dầu hào loại nhẹ ly cẩm ký 17.5 ounce, 1 đồng 29 xu một chai. Bún tươi Việt Nam 32 ounce, 3 đồng 69 xu một gói. Sầu riêng ri sáo 3 đồng 29 xu một pound. Cải muối dưa lớn 2 pounds 99 xu. Xương heo 1 đồng 29 xu một pound. Móng heo 1 đồng 99 xu một pound. Cá chim vàng 3 đồng 99 xu một pound. Cá hố cắt khúc 14 ounce, 3 đồng 79 xu một gói. Delmar Supermarket tọa lạc tại 7822 Ga Vì, điện thoại 626 288 3098.